Hello, xin chào các bạn đến với kênh Mai Vàng Tiếng Châu ha. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Thì video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ và nói về vấn đề đối với những cây mai mà lâu đâm chồi sau khi xả tàn đó, thì mình sẽ giải quyết như thế nào nha các bạn. Thì cây mai mà lâu đâm tược á thì là cây mai như thế nào? Là cây mai mà sau khi mà khoảng từ 25 ngày trở đi mà nó không có đâm chồi như thế này nè các bạn, thì gọi là cây mai lâu đâm tược sau khi xả tàn. Thì video này mình sẽ làm trước để các bạn xem, rồi các bạn sau này các bạn sẽ xử lý đối với những cây mai của mình. Mình nhắc lại là cây mai được gọi là lâu đâm tược khi mà cây mai xả tàn, từ lúc xả tàn đến nay là trên 25 ngày nha các bạn, từ 25 ngày trở đi mà nó chưa có đâm tược này, gọi là chậm. Thì đối với những cây mai mạnh á, thì bạn biết sau 15 ngày xả tàn thì nó đã đâm. Đối với cây mai mạnh á, mạnh nữa thì có thể là 13 ngày thì nó sẽ đâm. Còn đối với những cây mai mà trung bình á, thì khoảng dao động từ 18 đến 20 ngày là nó sẽ đâm như thế này nha các bạn. Là cây mai trạng trung bình. Còn mà cây mai mà từ 25 ngày trở đi sau khi xả tàn mà chưa đâm tược là gọi là cây mai lâu đâm tược hoặc cây mai đâm tược yếu. Thì cây mai này thì mình xả tàn lúc bữa mùng 5 nay là được là 20 ngày các bạn ha, bạn thấy nó là đâm tược rất là mạnh. Thì video thì mình thường nhắc đi nhắc lại những vấn đề có liên quan, chứ không trong một video thì mình không bao giờ mình nói hết được các vấn đề các bạn. Rồi đối với những cây mai mà lâu đâm tược như vậy thì làm như thế nào nha các bạn. Thì mình nói nguyên nhân mà cây mai của bạn lâu đâm tược như vậy á, nó có hai nguyên nhân chính thôi các bạn, xảy ra hai nguyên nhân chính. Cái thứ nhất là các bạn xả tàn lúc mà đang ra lá non nhiều, có nghĩa là mình đã nói là cây mai mà thí dụ như mà đang ra lá non nhiều như thế này nè, mà các bạn xả tàn á, cây mai chỗ bông sau Tết xong các bạn mà nó đang ra lá non nhiều như thế này á, thì xả tàn thì nó sẽ si cái cây của mình, thì nó đâm tược lâu, đối với những cây mai đó rất là khó cứu. Cái thứ hai, cái điều thứ hai là thường á là về phân bón tồn dư trong đất trồng, đặc biệt là phân hữu cơ gà nén các bạn, cái phân nó nấm bệnh rất là nhiều, nó tồn dư á, thì sau Tết này nó sẽ làm cho bộ rễ mình nó hư nha các bạn. Thì cái vấn đề thứ nhất là cái mai mà đang ra nó non xả tàn thì các bạn không có can thiệp vào được rồi, các bạn phải chịu thôi, bạn đã làm sai nha. Thì đối với cây mai mà các bạn bón phân tồn dư quá nhiều á, phân vô cơ và đặc biệt là phân hữu cơ gà nén, thì các bạn làm ơn cho làm cho mình, khi mà cái cây nó lâu đâm tược như vậy á, thì các bạn xả nước thật nhiều vào chậu cho mình nha các bạn. Các bạn xả nước thật nhiều vào chậu, xả khoảng là 15 đến 20 phút nha các bạn, cho nó rửa. Vì các bạn biết là khi mà bộ rễ của mình nó bị cái nồng độ phân, kể cả phân hữu cơ và phân vô cơ á, nó bám trong cái đầu rễ á, thì nó sẽ làm cho bộ rễ mình không hấp thu được nước nên nó sẽ không có đâm tược được các bạn. Nên các bạn không đâm tược được. Vì vậy các bạn xả nước thật nhiều cho mình đi. Xả nước liên tục như vậy xong á, thì 5 ngày sau là các bạn không có tưới gì hết nha các bạn. Tại vì mình xả nước đẫm như vậy á, thì 5 ngày sau chất trồng của mình nó cũng còn ướt nhiều lắm. Các bạn chỉ kiểm tra khi chất trồng mình nó khô thì mới phun sương thôi nha. Rồi các bạn xả như vậy á, xong cho mình thì các bạn sử dụng cái thằng Amigen nè các bạn. Thì thằng Amigen này là nó giải độc cây rất là hay, và đồng thời nó cung cấp cho lại cái thằng aminoxit cho cây. Thì các bạn rửa như vậy xong á, thì các bạn tưới cho mình liền cái thằng này. Các bạn có thể pha chung với thằng Ribomingon, nếu các bạn nào đã chưa tưới Ribomingon có thể pha chung hai thằng này để tưới. Thì mình nhắc lại là mấy bạn nào mà chưa tưới Ribomingon này lần nào thì mới pha chung nha các bạn, còn đã tưới rồi thì không cần phải pha chung với thằng ra Amigen tưới làm gì hết đó. Thì các bạn pha cho mình cái thằng này liều lượng là 1 cc cho 1 lít nước. Thì các bạn pha thì theo cái cây lớn nhỏ mà bạn pha, ví dụ cây mà chậu năm thì các bạn pha khoảng 2 cc,
à, còn 3cc cho 3 4 lít nước vậy đó. Mình tưới. Thì tưới như vậy xong á thì các bạn một tuần lễ sau các bạn phun cho mình cái thằng Atonis nha các bạn. Nhớ là một tuần lễ sau được nha các bạn mới phun Atonis lên 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 lên, lên tàn ha, lên tàn thân rồi. Nhớ phun thôi, phun Atonis lên tàn thân thôi nha các bạn. Tại thằng Atonis này nó thấm được qua da nha các bạn. Lúc đó cây nó không có lá non nhưng mà thấm được qua da, thì pha Atonis này thì các bạn cũng pha lỏng thôi, pha với cái liều lượng là 1cc cho 2 lít nước các bạn, hoặc 1 lít nước rưỡi nha các bạn. Nhớ là 1 lít nước rưỡi đến 2 lít nước thì tốt nhất, 2 lít nước đi. Pha 2 lít nước này mình phun hơi nhiều nhiều cho nó ướt đẫm, cho nó ướt thấm vô 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 da, vô da, vô thân, vô cành. Thấy bằng thấy những cái cây đâm tược nè, tược rất là mạnh. Nhớ là chỉ rằng nên tưới được một lần thôi nha các bạn, nên tưới một lần cái thằng Amigen này thôi các bạn, làm một tuần lễ sau các bạn phun này cho mình thôi. Tại vì bạn cây yếu thì các bạn có tưới nhiều đi nữa nó cũng không có tác dụng gì đâu các bạn. Rồi mình đặc biệt mình lưu ý các bạn khi mà cây của bạn bị như vậy thì các bạn ngưng ngay tưới N3M lại nha các bạn, ngưng tưới N3M lại cho mình. Ví dụ như cái cây của bạn mà đã tưới 2 lần N3M á, còn thiếu 1 lần N3M á, thì các bạn ngưng lại, hoặc là các bạn đã tưới 1 lần N3M rồi mà cây của bạn mà xảy ra cái hiện tượng mà lâu mà đứng như vậy á, thì thường các bạn tưới 2 lần cái cháu, mà bạn nào mà ấy thì tưới 1 lần, tại vì trong trong 20 ngày 25 ngày đó các bạn thường tưới 2 lần N3M các bạn, 2 đến 3 lần. Nếu các bạn mà tưới 2 lần thì lần thứ 3 bạn ngưng này nha, mình không có tưới N3M nữa nha các bạn. Thì lúc đó cây nó yếu á, bạn tưới N3M nó có phân trọng á thì nó cũng không có giật dậy cây mình được đâu các bạn. Vì bạn biết cái cây mà nó bị bộ rễ như vậy á, đặc biệt cái cây các bạn mà để thiếu nhựa trong 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 thân vậy đó, nó bắn tược rất là yếu. Nên nó cũng không ăn được cái phân gì đâu. Các bạn cũng đừng có lạm dụng mà phun Atonis nhiều và tưới N3M nhiều, hoặc là các loại thuốc rễ khác. Có nhiều bạn mình thấy thấy cái cây mà nó lâu đâm đâm tược đâm chồi á, thì các bạn tưới Atonis đã, giờ các bạn tưới thêm Atonis nữa, rồi các bạn tưới thêm N3M nữa, các bạn tưới thêm cái loại kích rễ khác chẳng hạn như là B1, mà tưới thêm B1 thì bạn tưới thêm những cái loại mà rót rót 10 này kia rồi các bạn, hoặc là tưới thêm cái thằng có Goro nữa, bạn nóng bội các bạn tưới tùm lum với nhau. Thì mình nói là không nên tưới như vậy nha các bạn, vì á các thành phần thuốc nó như nhau, một loại dưỡng rễ hai loại kích rễ thôi, thì kích rễ nó tương đối như nhau, mình xài một loại thôi chứ không phải là mình kết hợp nhiều loại kích rễ với nhau là nó có tác dụng đâu các bạn. Vì cái cây yếu á, là bản thân của nó là đã thiếu nhựa các bạn, bộ rễ nó hư rồi, nên các bạn có tưới cái gì đi nữa thì nó cũng không có giống như cây bình thường của người ta được các bạn. Đặc biệt là những cái cây mà sau Tết này là mình biết các bạn là bị si rất là nhiều, thì các bạn làm sai quá nhiều thì nó si nhiều các bạn. Bởi vậy mình khuyên các bạn là nên xem clip nhiều, thêm nhuần nhuyễn, và từ đó mình sẽ chắt lọc và tổng kết lại, mà tổng hợp lại những cái kinh nghiệm mà những cái gì mình chia sẻ đó các bạn, thì các bạn sẽ có kinh nghiệm nhiều để mà làm cho nó không sai. Chứ các bạn làm sai giờ nó khắc phục rất là khó. Mình nói ví dụ như các bạn mà cây mai các bạn mà lỡ mà xả tàn lúc mà nó non nhiều á, thì bây giờ nó da nó đâm tược rất là yếu, hoặc là nó đâm không đâm các bạn, thì các bạn có mua thuốc tây dương đi nữa, bạn có mua thuốc kích rễ Mỹ hay là Anh Pháp cho nữa, nó cũng không có cải thiện gì được cho cái cây của mình đâu các bạn, mình dám chắc. Vì mình nói khi mà cái lượng nhựa mà để nó dồn lên mà nó đâm tược này nè, là nó lấy từ cái lượng nhựa dự trữ trong thân, trong cái bộ rễ các bạn, trong bộ rễ á, tại nơi nơi mà bộ rễ là cái nơi mà dự trữ dinh dưỡng rất là nhiều, cũng là nơi dự trữ các loại hormone và cũng là nơi dự trữ nhựa rất là nhiều, nên nó lấy nhựa đó nó đâm các bạn, chứ nó chưa có ăn phân được. Cái mình nói ví dụ như cái cây này, cái cây này nè,
Cái này nó đâm như thế này nè, là nó có chưa có ăn phân gì nhiều nha các bạn. Đây là bạn tưới anh nào ba màu vô á, anh nào ba màu vô là cái lượng phân nó rất là ít phải không, nhưng mà bạn tưới anh nào ba màu vô á nó cũng chưa có ăn hết cái lượng mà mình tưới anh nào ba màu vô nữa, huống chi là mình bón phân gì nữa các bạn. Tại vì mình biết cái cây mới đâm tược như thế này nè thì nó không có ăn phân gì với nhau, nó không có hút dinh dưỡng gì nhiều, chủ yếu là nó hút nước, có hút nước ít nước. Chừng nào lá nó lớn lên như thế này nè nó mới trao đổi chất nha các bạn, nó mới ăn phân. Còn những cái cây như thế này á là các bạn mà vội bón phân vô hoặc là phân bón lá, à, những cây như thế này mà bạn xịt phân bón lá vô nhiều quá thì nếu mà cái cây nó chịu á thì nó phát lên, còn cây mà nó không chịu nó khựng nữa các bạn, nó khựng lá nó đang già như thế này nè, đã già lá mè các bạn. Và cái thời điểm mà già lá non nhỏ như thế này nè là mình nói là tốt nhất các bạn không nên bón phân, tại vì bón vô cái thời điểm này nó rất là nhạy cảm các bạn, nó chắc là dễ bị khị khựng cây và nó đứng lá me như thế này nè, nó đứng lá me như thế này nè, mình giả thử thôi nha các bạn chứ không phải là cây này đứng lá me nha các bạn. Đó, nó đứng lá me, lá nó dài như thế này tự động nó chuyển sang cái màu xanh này luôn, là nó đứng thành lá me, cái cây nó khựng luôn. Bởi vậy mình nói là anh nào ba mờ nó đã có một số cái dinh dưỡng nhất định và vừa rồi, nó không có làm ảnh hưởng tới cái cây, nên mình không có ngại gì, không có vội gì bón phân sớm nha các bạn. Bón phân sớm rất là tai hại, đồng ý, bón phân sớm cây nào mạnh thì nó vươn lên nó vượt nhanh á, nhưng mà cây nào yếu á thì nó sẽ khựng lại là già lá me như thế này. Đặc biệt mình nói đó, các bạn bón phân hữu cơ gà nén á là rất là dễ bị khựng già lá me lắm, tại vì bón phân gà nén á mầm bệnh nó rất là nhiều, mầm nấm bệnh đó bạn, nấm á, nó sẽ bám vào xâm nhập vào cái đầu rễ lông tơ của mình, làm cho cái đầu rễ lông tơ mình không hút nước được, nên dễ xảy ra cái hiện tượng mà khi mà cái cây nó đang ra đâm chồi như thế này nè các bạn, là nó có thể nó đen đọt, kể cả đâm lớn như thế này nó có thể đen đọt, rồi nó lá này nó già nhỏ như thế này và nó đứng luôn, rồi là lá me đó bạn, đó, là do cái hiện tượng đó là do bộ rễ của mình nó hư bị nấm tấn công các bạn. Nên mình nói các bạn á, bón phân hữu cơ gà nén thì phải sạch bệnh hoặc là ủ lại cho chắc ăn, kể cả phân bò, phân dê đó các bạn cũng vậy. Và đồng thời các bạn trồng mai thì các bạn phải bổ sung cái thằng Ribomangol này để nó tương đối là nó phòng những cái nấm trong rễ ha, không phải là phòng được tốt đâu. Nếu mà cây khỏe, cây trung bình thì nó phòng tốt, còn cây quá yếu thì sẽ có tưới hơn cái loại tốt hơn Ribomangol này nó cũng phòng không nổi nữa các bạn, nó cũng không có diệt nổi nữa. Có vậy á, cái nào mình phải phòng, và đồng thời là cái mai của mình đừng có để quá yếu, đừng cho bộ rễ nó hư, bộ rễ quá yếu và hư thì nó sẽ rất là tai hại các bạn. Thì không có vội gì bón phân gà nén, không có vội gì bón phân, cứ tưới. Nếu mà cây khỏe mạnh thì các bạn cứ tưới anh là ba mờ như mình nói nha, 10 ngày hoặc 15 ngày tưới một lần là nó đủ cung cấp dinh dưỡng cho cây rồi, không gọi bón phân sớm, bón sớm rất là tai hại. Và đặc biệt là cái thời điểm mình nói lại, cái thời điểm da đang da tược như thế này nè, da tược như thế này nè, mà nếu mà các bạn bón phân gà nén nhiều quá, nó sinh nấm bệnh ra, nó làm hư bộ rễ, là cái đọt này nè, cái lá này không có lớn luôn, nó không phát triển, nó vậy đó. Nó không phát triển. Và thí dụ như nó đang da như thế này, các bạn vội bón phân cũng vậy nè, nó đứng lại luôn. Bón phân nó đứng lại luôn. Đứng luôn da lá me. Nó nhuyễn như thế này nè, đó. Cái này nè, đó. Không phải lá me nhưng mà nó da nó nhuyễn như thế này nè, đó. Đó, dễ si cây lắm. Mà không biết cây mai mà bị da lá me á, nó cứ lâu hồi phục lắm bạn, khó hồi phục lắm. Bộ rễ nó hư. Đa số là cái vấn đề về cây si thì đã liên quan tới bộ rễ hết các bạn. Bây giờ bộ rễ là cái nơi mà rất là quan trọng đối với cái cây của mình, bởi vì mình phải bảo vệ bộ rễ thật tốt. Bạn nên mua tưới cho mình Ribomangol này các bạn, tưới 2 đến 3 lần, nếu các bạn nào có điều kiện, hoặc không có điều kiện tưới 1 lần thôi các bạn, tưới 2-3 lần thì mỗi lần các bạn tưới cách nhau khoảng 15 ngày. Rồi trong các tháng trồng sinh trưởng trong năm thì các bạn khoảng 2-3 tháng bạn tưới 1 lần lại thằng này các bạn. Tưới thằng này thì nó tốt thôi các bạn, sợ tốn tiền thôi chứ không có gì mà là để hại cây nhá. Đến nhà thí dụ như đầu năm bạn tưới 2 lần, rồi
trong một năm đó thì các bạn chia ra thứ hai hoặc 3 tháng bạn tưới một lần, 2 tháng tưới một lần gì đó, tưới lúc nào cũng được. Cái thằng đi Dominion này tưới cả những cái lúc mà tuốt lá ở chỗ bông cũng tưới cũng được nữa các bạn. Thằng này nó, tại nó thằng này nó bảo vệ cho cái cây mình trong chất trồng của mình nó không sinh sôi nấm thôi, bảo vệ nấm không tấn công vào rễ, nó bảo vệ như vậy á bạn, rất là tốt. Rồi video mình tới đây cũng xin tạm dừng nha các bạn. Bạn hãy cho mình một like và một đăng ký, nếu bạn nào chưa đăng ký kênh đó thì đăng ký nha các bạn. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.